Xin kính chào quý vị và các bạn. Vào ngày 3 tháng 2 năm 2024 vừa qua, Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đã tổ chức lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2023-2024. Trong lễ sơ kết, học sinh được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong học kỳ 1 của cô Võ Thị Nguyễn Hồng. Đồng thời đề ra những giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả trong học kỳ 2 của năm học 2023-2024. Được sự giúp của chi bộ, ban giám hiệu sẽ chuẩn bị chú đáo về mọi mặt. Với tinh thần, Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh trang trọng tổ chức lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2023-2024. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và hơn 1.300 học sinh của Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Để đi vào nội dung chính của buổi lễ sơ kết hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Võ Thị Mỹ Hồng, Phó Hiệu trưởng nhà trường sẽ lên thông qua báo cáo tóm tắt. Kính thưa ông Lê Duy Ngọc, Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa ông Trần Hoàng Nguyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa quý thầy cô, tổng tổ chức lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2023-2024. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường, tôi xin thông qua tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024. Là năm học thứ hai trường chúng ta thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh lớp 10, lớp 11. Kết quả 139 học sinh, bình quân số học sinh trên lớp là 42. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số. Tính đến thời điểm này, tổng số học sinh bỏ học là 7 học sinh, chiếm tỷ lệ 0,05%, giảm trị là 3 và trung cấp lý luận chính trị là 9. Trong học kỳ 1 năm học 2023-2024, trường có thêm 2 giáo viên mới, 1 giáo viên môn lịch sử và 1 giáo viên môn. Thứ ba, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Trường có 32 phòng học kiên cố, mỗi phòng học đều đảm bảo có đầy đủ bàn ghế, quạt, ánh sáng để phục vụ dạy và học. Khu hiệu bộ có đủ các phòng làm việc của ban giám hiệu, công đoàn, văn phòng, kế toán, phòng hội đồng giáo viên, phòng truyền thống, phòng họp và phòng lưu trữ hồ sơ. Với quy hoạch tổng thể đảm bảo mỹ quan khuôn viên trường học, thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục. Thứ tư, về công tác chỉ đạo quản lý hoạt động dạy học giáo dục, ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, chỉ đạo hướng dẫn các tổ chuyên môn đã đổi mới trong cách thức điều hành và sinh hoạt tổ chuyên môn. Với quan điểm mỗi tổ chuyên môn là một đơn vị bồi dưỡng về nội dung, chương trình và phương pháp. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức thi khoa học kỹ thuật STEM khắp trường. Với sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, năm học 2023-2024, trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. 15,69%, khá 223 em, chiếm 46,65%. Đồng thời ban tổ chức thông qua các quyết định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích cao trong học kỳ 1. Về việc sáp nhập trường Trung học Phổ thông Quán Công Vị Thanh vào trường Trung học Phổ thông Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, căn cứ thông tư 58/2011/TT-BGDT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ 8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, ban hành kèm theo thông tư 58/2011/TT-BGDT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào bảng điểm tổng hợp khối 12 học kỳ 1 năm học 2023-2024 và xét đề nghị của giáo viên chủ nhiệm các lớp, quyết định điều 1 công nhận và khen thưởng cho 48 học sinh khối 12 đạt danh hiệu học sinh giỏi và 261 học sinh đạt danh hiệu trên tiên tiến học kỳ 1 năm học 2023-2024, gồm các học sinh có tên sau tính kèm danh sách. Điều 2, học sinh có tên tại điều 1 được khen thưởng như sau: học sinh giỏi được tặng giấy khen của trường và 15 quyển tập. Học sinh tiên tiến được tặng giấy khen của nhà trường. Điều 3, tổ trưởng văn phòng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm các lớp mà học sinh có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng đã ký Lê Duy Ngọc. Sau đây tôi xin phép được thông qua các học sinh giỏi
Đầu tiên là đợt 1 gồm 16 học sinh. Các em có tên, chúng ta khẩn trương với lời thí trình để nhận giấy khen và phần thưởng. Một. Các em khẩn trương như thế là bước lên sân khấu rồi. À, xin kính mời thầy Lê Duy Ngọc. Em Nguyễn Thị Huyền Hương 12A8. Em Trần Anh Kiệt 12A8.
em Nguyễn Hồ Mai Thư 12A8, em Kim Bình Tiết Đạt 12A9, em Võ Nguyễn Nhật Thiên 12A9, em Dương Nguyễn Quỳnh Tươi 12A9, em Ngô Kim Xuyến 12A9, em Trần Hiểu Yến 12A9, em Phạm Thanh Đạt 12A10, em Nguyễn Đoàn Ngọc Hân 12A10, em Nguyễn Quỳnh Thái Khang 12A10 và em Nguyễn Tiến Thư 12A10. Các em kinh tiến thì chúng ta sẽ nhận giấy khen tại giáo viên chủ nhiệm của lớp mình nhé các em. Xin kính mời thầy Võ Văn Út, bí thư đoàn trường và thầy Hồ Hữu Nguyên, tổ trưởng chuyên môn tổ quốc phòng an ninh lên trao giấy khen và phần thưởng cho các em. Thông qua cái quyết định khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tiếng Anh trên Internet. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, trường Trung học phổ thông Vị Thanh, số 19 trên QĐ TH BTVT Vị Thanh ngày 30 tháng 1 năm 2024 quyết định về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet IOE cấp trường năm học 2023-2024. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vị Thanh, tôi sẽ hết được thông qua cái căn cứ xét theo đề nghị của tổ trưởng chuyên môn tổ ngoại ngữ trường Trung học phổ thông Vị Thanh, quyết định điều 1, khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet IOE cấp trường năm học 2023-2024 đến kèm danh sách kèm theo. Điều 2, những học sinh có tên ở điều 1 được ghi vào sổ khen thưởng của trường Trung học phổ thông Vị Thanh năm học 2023-2024 kèm theo giấy khen và phần thưởng như sau: giải nhất 200.000 đồng trên một giải, giải nhì 150.000 đồng trên một giải, giải ba 100.000 đồng trên một giải và giải khuyến khích là 50.000 đồng trên một giải. Điều 3, văn phòng phần kế toán tổ chuyên môn có liên quan và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm ghi hình quyết định này. Hiệu trưởng đã ký Lê Duy Ngọc. Thầy mời các em có tên sau đây chúng ta bước lên phía trên để nhận giấy khen. 1. Em Lâm Yến Nhi, lớp 10A3 đạt giải nhất. 2. Em Lê Tấn Lợi, 12A3 đạt giải nhì. 3. Em Quỳnh Anh Thư, 12A4 đạt giải 3. 4. Em Nguyễn Dương Thị Trúc, 10A4 đạt giải khuyến khích. 5. Em Đoàn Trần Khả Ái, 10A3 đạt giải khuyến khích. 6. Hoàng Võ Trân Châu, lớp 14 đạt giải khuyến khích. Xin giới thiệu và kính mời cô Huỳnh Bích Mỹ, tổ trưởng chuyên môn tổ ngoại ngữ lên trao giấy khen cho các em. Năm học 2023-2024,
của trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đến đây là kết thúc. Xin được chân thành cảm ơn ban giám hiệu, quý thầy cô đã dành thời gian đến dự buổi lễ. Kính chúc ban giám hiệu, quý thầy cô và toàn thể các học sinh có những ngày vui sướng hạnh phúc và an khang bên gia đình. Phần lễ đã kết thúc. Tiếp theo xin mời thầy Võ Văn Phúc, ban tổ chức hội xuân giúp thầy lên tiếp tục điều khiển chương trình hội xuân. Xin được trân trọng kính mời thầy. Sau lễ sơ kết nhằm thiết thực lập thành tích mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn, chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, trường Trung học Phổ thông Vị Thanh tiến hành tổ chức hội xuân 2024, chủ đề mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn, chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Thông qua các hoạt động của hội xuân sẽ giúp học sinh hiểu thêm về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền, các hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc, các trò chơi dân gian trong ngày Tết. Ngày hội là hoạt động ngoại khóa giúp học sinh có những trải nghiệm thực tiễn, hữu ích sau những giờ học tập, từ đó góp phần hình thành những kỹ năng cơ bản và phát triển năng khiếu ở các em như kỹ năng hợp tác, làm việc tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng sinh hoạt tập thể. Qua hoạt động hội xuân giúp đoàn viên, thanh niên, học sinh nhà trường có dịp giao lưu văn hóa, các trò chơi dân gian đồng thời phát huy tính sáng tạo, sự tự tin, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết giữa tập thể, cá nhân, trên cơ sở đó sẽ tạo động lực để các em học tập tốt, gắn bó với trường, lớp. Đồng thời, tạo ra một sân chơi lành mạnh, lý thú cho các em học sinh và tạo không khí sôi nổi cho các em trước khi tạm biệt mái trường, trở về gia đình đón chào mùa xuân mới. Trong hoạt động hội xuân, các lớp tham gia 4 trò chơi, thứ nhất là trò kéo co, mỗi lớp cử một đội thi gồm 10 học sinh, 5 nam và 5 nữ thi đấu đối kháng loại trực tiếp. Trò chơi đôi cua chuyển bóng. Mỗi lớp cử một đội gồm 8 em, 5 nam và 3 nữ. Luật chơi, mỗi đội tạo thành 3 cặp thi đấu, 2 cặp nam, 1 cặp nữ, còn lại 1 nam tại vạch xuất phát có nhiệm vụ thổ 3 quả bông bóng do ban tổ chức phát và đặt vào giữa hai lưng của từng cặp chơi. Nhiệm vụ của từng cặp thi đấu là lần lượt chuyển 3 quả bóng về vạch đích giao cho bạn nữ còn lại đứng tại vạch đích. Trong quá trình di chuyển bóng, tập thi đấu phải đầu lưng vào nhau, dùng lưng giữ bóng bóng, dùng tay giữ bóng sẽ đi lại, nếu bóng rơi xuống sân, cặp chơi phải cuốn ngay về làm lại từ đầu. Đội nào hoàn thành phần chơi nhanh nhất là đội thắng và được đi tiếp vào vòng sau. Vòng chung kết có 4 đội tham gia xếp hạng, nhất, nhì, ba và khuyến khích.
thứ ba là trò chơi chiếc mũi đáng yêu. Mỗi lớp cử 12 học sinh tham gia gồm 6 nam và 6 nữ. Luật chơi 5 nam và 5 nữ đứng xếp hàng xen kẽ nhau tại vạch xuất phát. Thành viên thứ 11 tại vạch xuất phát lần lượt đặt một ống hút lên mũi của từng thành viên. Lần lượt, từng thành viên sẽ giữ một ống hút bằng mũi, không được sử dụng tay và sau đó di chuyển về đích để ống hút vào một cái chai được ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Giao cho thành viên thứ 12 giữ rồi sau đó chạy quay về phía đội chơi của mình và chạm tay với thành viên tiếp theo thì thành viên tiếp theo mới được tiếp tục xuất phát. Trong quá trình di chuyển để làm rớt ống hút thì thành viên đó sẽ quay lại vị trí xuất phát và làm lại như đang đồ đã quy định. Đội nào đưa đủ 10 ống hút vào chai sớm nhất là đội chiến thắng vào vòng tiếp theo. Vòng chung kết có 4 đội tham gia xếp hạng, nhất, nhì, ba và khuyến khích. Chuẩn bị, mỗi lớp tự chuẩn bị từ 10 đến 15 ống hút. Đúng rồi.
Lấm về, lấm về đây nè, đây nè. Đổ lên, đổ lên. Ai ấp, ai ấp, rớt rồi, rớt rồi, lấm lên. Lấm lên, rồi. 3 ấp, 3 ấp, 4 ấp, 4 ấp, 5 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 ấp, 6 ấp, 6 ấp, không dùng tay, không dùng tay, không dùng tay, 7 ấp, 8 ấp, 8 ấp, 8 ấp, rớt rồi, rớt rồi, đến ấp, 5 ấp, được thử nha. Đủ rồi kìa, mấy cái đủ rồi kìa. Kìa đủ trước. Mấy rồi, không dừng tay, không dừng tay. Mấy rồi, rớt rồi, rớt rồi. Không dừng tay, không dừng tay. Mấy rồi, đi, 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 đi. Lấy gà, mà không lấy gà. Em không được, dây, dây. Mấy rồi, đi, 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 đi. Mấy rồi, mấy rồi, dây. Mấy rồi, mấy rồi, dây, dây. Mấy rồi, dây, dây. Chúng ta sẽ lấy hai đội nha. Do đó là giáp này lấy hai đội nha. À, do đó thì các em vẫn tiếp tục thi đấu hết mình nhiệt tình nha. Rồi. Lớp nào mà tự để ông sư tử là lớp đó sẽ bị lỗi nha. Bạn mình là người hỗ trợ để lên tuổi cho mình. Rồi, các bác sẵn sàng chưa? Giơ tay lên sẵn sàng xem nào. Ok. Chuẩn bị. Mười hai a một, ngôi số ba.
12 10 ô số 4. À, đây là những lớp hết sức chắc. Đây là những lớp có những chiếc đuổi rất đáng yêu. 12-3 12-3 ô số 2. Đếm là bạn nữ đếm và nhà 4 thầy cô. À, nhà 4 thầy cô. Đúng rồi, bây giờ đứng xử cho ba người đủ 10 chưa? Bạn này nhiều quá rồi nè. Đứng xử 10 chưa? Đếm lại đủ 10 em hết rồi. Và phần còn lại vô đây rồi. Nghe về chính thức. Như vậy thì chưa nhiều quá chắc nha. Nghĩa rồi chưa? Đủ 10 chưa? Nhớ là mày sẽ về đây rồi chúng ta mới xuất phát cái thành viên thứ hai nha. Lượt này là các em chơi chậm, nếu là chơi chậm mà chắc nha, là em đến đây để hết trò chơi rồi, quay trở về và xuất phát thì em tiếp theo mới được xuất phát nữa chưa. Bây giờ nếu mà em nào mà cứ chạy nào tới là sẽ ghi nhận là các em nhảy là không có tuần nữa nha. Tuần 2, là 12, và 12, 6. Lớp nào mà đi là những bạn cuối cùng nha. Quen cái thằng ba hay gì đó, thằng ba đó. Thứ tư là trò gói bánh đậu xuân. Mỗi lớp cử một đội thi gồm 4 học sinh, ít nhất 2 học sinh nữ. Đội tham gia tranh tài trong thời gian 90 phút để hoàn thành sản phẩm dự thi, gói bánh tét hoặc bánh chưng. Xếp hạng 1 nhất, 2 nhì, 2 ba và 3 khuyến khích. Theo điểm trung bình của ban giám khảo xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.